Alo, 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 alo. Yo, chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vivo của mình là Yến. Mình đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Khá là lâu rồi, chắc khoảng tầm 3 tuần thì bây giờ mình mới ra cái video tiếp theo này. Cái lý do vì sao mà khoảng thời gian vừa qua mình làm gì, mình đi đâu, tại sao mình không ra video thì bây giờ mình sẽ giải đáp cho các bạn. Thứ nhất, mình đang phải tập trung ôn thi cuối kỳ, trượt một môn là mất gần một củ rồi các bạn ạ. Tiền cả đấy, ít gì đâu, học viện Hoàng gia, học phí thì đắt. Mình sẽ cho các bạn xem một số cái sản phẩm vừa rồi bọn mình làm cho bài cuối kỳ. Mặc dù nó cũng không quá là xuất sắc nhưng mà thôi, xem một tí nhá. Đừng quá bất ngờ, đừng quá sốc, tại vì mình sẽ xuất hiện với một hình ảnh mà các bạn sẽ không thể tưởng tượng ra được. Ui, túi chị mua đâu mà đẹp thế? Chồng chị mua đấy. Chửa vượt mặt mà chả thấy chồng đâu. Và cái lý do thứ hai, cái video Bắc Giang của mình, cái video gần đây nhất ấy, mọi người ủng hộ rất là nhiều. Thậm chí còn được lên báo các bạn. Ôi, lần đầu tiên trong đời mình được lên báo và bố mẹ tự hào về mình biết bao. Thì đổi lại thì mình sẽ bị một cái gọi là áp lực tâm lý. Bây giờ làm thế nào để ra cái video tiếp theo phải hay nữa cơ. Nếu mà không hay thì sẽ lại bị chửi. Ôi giời ơi, tưởng thế nào ra được một cái video xong hóa ra trình độ cũng chỉ có thế thôi à. Bình thường chắc bị 1-2 người chửi. Đằng này sau cái khoảng thời gian vừa rồi thì nhiều sub hơn, nhiều người theo dõi hơn, thì đồng nghĩa với việc là số người chửi sẽ x lên bằng mấy lần. Lý do thứ ba chắc là các bạn cũng đoán được, đó là mình lười. Thề luôn, với cái thời tiết của Hà Nội nóng thì thôi rồi, ở nhà ngồi trong phòng đây còn toát hết cả mồ hôi này. Thế nên là thôi, tốt nhất là chả có làm gì hết. Bởi vì nhá, đã khó chịu rồi, nóng này, áp lực công việc, stress này. Mà một khi stress nhá, thì cái hiệu quả công việc sẽ không cao. Và các bạn lên YouTube xem là để giải trí này, để kiếm niềm vui đúng không? Bây giờ mà lại nhìn thấy một đứa mà lúc nào cũng kiểu ủ rũ, cau có, khó chịu, thì các bạn có thích không? Các bạn sẽ bị buồn lây và điều đó thì mình không hề muốn. Thế các bạn thông cảm cho mình nhá. Còn cái chia sẻ dự định sắp tới của mình sẽ làm cái gì? Nói không phải khoe nhá, nhưng mà kỳ trước thì mình cũng được học bổng, được đâu đó khoảng 5 triệu. Thì mình đã vay mượn thêm bạn bè, người quen, bla bla, khoảng vài chục người, mỗi người vài trăm nghìn. Thì mình cũng gom để đủ tiền mua một cái flycam. Mình sẽ bay. Thì sau khi mua cái flycam như thế thì sẽ là cái động lực để mình đi chơi nhiều hơn, quay nhiều clip hơn. Mình hứa với các bạn, sau khi thi xong mình sẽ đi chơi nhiều hơn. Mình cũng lên dự tính khá rồi. Và địa điểm như Cô Tô này, Mù Căng Chải này, Hà Giang này. Và thậm chí là có thể là sẽ vào Phú Yên nữa, Cao Bằng. Đấy, một vài cái địa điểm mà mình list ra trong năm nay thì mình sẽ cố gắng đi. Nếu mà có bạn nào có thể đồng hành với mình thì hãy inbox cho mình và comment xuống dưới. Có thể là bạn sẽ đi cùng mình đi Hà Giang này, hoặc là có thể đi Cao Bằng. Chỗ nào bạn chưa đi, bạn muốn đi cùng với mình thì hãy comment ở phía dưới nha. Và sau đây sẽ là cái phần hấp dẫn nhất trong cái video này. Đó là chúng ta sẽ cùng ngồi lại tâm sự với nhau về... Mình nhận được khá là nhiều câu hỏi và không để các bạn chờ lâu, chúng mình hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Tớ đang crush một bạn nam cùng bàn mà bạn ý trước giờ chưa quen ai. Chưa quen ai, chắc là chưa có người yêu đầu, chưa có mối tình đầu. Mà bạn ý biết tớ thích bạn ý. Đúng rồi, con người ta sẽ có một cái giác quan thứ 6 là có thể cảm nhận được mình bị đứa nào thích. Như mình này, mình rất hay cảm nhận được điều đấy các bạn ạ. Nói không phải khoe nhưng mà mình nói thật đấy. Giờ thì phải làm sao đây? Tớ với bạn ấy cũng rất hay nói chuyện. Tớ hơi cục xúc nhưng bạn ý cũng hay trêu, đôi khi cũng khá là tình cảm. Cái kiểu này là kiểu thả thính nhau đúng không? Mà vui nhất là khi thả thính các bạn ạ, còn yêu vào nó khác ngay.
cái khoảng thời gian mà tán nhau ấy là khoảng thời gian vui nhất. Mình thấy thế, dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng mà mình nhận ra điều đó sau hai mối tình chứ. Nhưng tớ không thích mẹ bạn ý. Tự dưng có mẹ bạn đấy ở đây, trong đầu bạn đang hình dung ra cái viễn cảnh là bạn và bạn ý kết hôn này, bạn và bạn ý tổ chức đám cưới này, xong rồi bạn trở thành con dâu của mẹ bạn ý. Nghĩ xa quá rồi bạn ơi. Bây giờ thậm chí hai bạn còn chưa cả yêu nhau đúng không? Bao giờ yêu nhau đã rồi tính nhá. Người ta yêu nhau 9-10 năm còn chả lấy được nhau cơ. Đằng này mới chỉ đang crush, đang tán tỉnh, đang cưa cẩm nhau thôi. Thế nên là vội gì mà lo nghĩ mẹ mà đấy. Và đến khi nào mà hai bạn yêu nhau rồi đi thì đến đây gặp mình. Mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách để lấy lòng phụ huynh. Mình hứa. Giờ thì có lên thổ lộ với bạn ý không? Quất luôn. Bây giờ thời đại nào rồi, 4.0 rồi, trâu đi tìm cọc là chuyện bình thường. Mạnh mẽ lên, tự tin lên, được ăn cả ngã phải không? Câu hỏi số 2. Cuộc sống bất công ghê á. Tôi thấy đúng rồi, cuộc sống luôn là như thế mà. Người có người yêu thì suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Người chân thất thật thà thì chẳng có ai yêu. Nhiều khi chỉ mong có một người yêu rồi yêu nhau lâu dài êm đềm thôi. Chuyện yêu nhau khó ghê nhở. Người có người yêu thì suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Cái đó người ta gọi là đào hoa. Thì những cái người này sinh ra là được trời phú rồi bạn ạ. Được trời phú là có một sự hấp dẫn giới tính đặc biệt rồi. Người ta chẳng cần làm gì đâu, mà những người khác giới tự kiểu bâu đến như kiểu ruồi bâu... nói thế thì hơi quá. Như kiểu bươm bướm đậu vào một bông hoa đẹp vậy. Người ta được trời phú rồi. Mình có một anh bạn như thế. Thật sự anh đấy bảo là cũng rất là mệt. Cái lúc nào cũng nhiều người vây quanh quá ấy. Còn người chân chất thật thà kiểu như mình đây. Đúng. Rất khó có người yêu. Thề. Mình FA... Mình đã độc thân một thời gian khá dài rồi đấy, mà chả có ai yêu cả. Bạn mong muốn có người yêu, có thể là đường tình duyên của mình có vẻ lận đận hơn người khác đi, thì mình có một lời khuyên cho bạn, đó là bạn hãy tập trung vào công danh sự nghiệp trước. Bạn có tiền này, có địa vị này, rồi thì bạn khẳng định được cái giá trị của bản thân mình, thì chắc chắn là sẽ ở ngoài kia sẽ có người nhìn nhận được điều đấy của bạn, rồi thì họ sẽ đến bên bạn, không phải vì tiền nha. Những cái đứa mà càng giàu có thì nó sẽ càng dễ đa nghi, kiểu hoài nghi là đứa này chỉ đến yêu mình kiểu đào mỏ hay là gì đó thôi. Nhưng mà không, đừng bi quan như thế. Cuộc sống sẽ có người này, người nọ, người zis, người zaz. Đấy, mình tin là cuộc đời này đã có sự sắp đặt rồi. Và chúng ta đều, ông trời đã có định sẵn rồi ấy. Như kiểu một ngày nào đó bạn vô tình đi trên đường thôi, gặp tiếng sét ái tình và đùng cái, vài tháng sau kết hôn, sinh con. Đơn giản mà. Nên là đừng quá lo lắng về việc là bây giờ mình đang không có người yêu. Cứ chờ đi, cứ cố gắng hoàn thiện bản thân mình đi, rồi đâu sẽ có đó nhá. Câu hỏi số 3 này. Người yêu không muốn công khai thì có phải biểu hiện của cắm sừng không ạ? Cắm sừng. Rồi, mình đã hiểu được cái câu hỏi này của bạn. Thứ nhất, nếu mà người yêu của bạn là một người nổi tiếng này, có tầm ảnh hưởng đi, thì cái việc mà không công khai ấy, nó chuyện dễ hiểu thôi. Là người yêu của bạn đang muốn bảo vệ bạn đấy. Bạn phải cảm ơn người yêu mình vì đã không công khai. Bây giờ công khai xong mà bạn sẽ bị soi mói, bạn bị chỉ trích, bạn bị ném đá. Đấy, có phải là khổ không? Thế là người yêu bạn tốt đấy. Còn trường hợp thứ hai, trường hợp này khả năng cao hơn. Người yêu bạn không phải là người nổi tiếng, cũng không phải người có tầm ảnh hưởng. Thì việc mà người yêu bạn không muốn công khai ấy, thì chắc là do chưa đủ yêu bạn mà thôi. Bây giờ nhá, bạn thử hỏi người yêu bạn đi, là tại sao mà người yêu bạn lại không muốn công khai với bạn? Yêu nhau mà, hãy thẳng thắn với nhau, chia sẻ với nhau thì cái mối quan hệ nó mới dài lâu được. Bây giờ chỉ cần một lần mà bạn cảm thấy tò mò, bạn hoài nghi về điều đó, xong rồi bạn sẽ có những cái hành động không kiểm soát được. Ví dụ như là việc lấy điện thoại của người yêu và xong rồi đọc tin nhắn rồi. Thì đó chính là không tin tưởng nhau đấy. Và hậu quả là gì bạn biết không? Đó là rồi bạn sẽ chia tay thôi. Bởi vì trong tình yêu mà nói thì quan trọng nhất là hai người phải tin tưởng nhau. Thật sự là như thế. Câu hỏi số 4 này. Tớ bị sợ con trai à Yến? Tớ cứ cảm thấy thù địch với bọn con trai ý.
chắc là tớ sang yêu con gái thôi. Yến có muốn làm một tình yêu đẹp với tớ không? Hí hí. Ôi thôi bạn ơi, trời ạ. Bạn viện cớ sợ bị con trai. Là cuối cùng là để làm gì? Là để tán tỉnh tớ à? Dẹp ngay cái ý định đấy đi. Dẹp. Bố mẹ thì còng lưng ra. Yêu đương thì tầm này không có yêu đương gì hết nhá. Bỏ ngay. Chia sẻ số 5 của một bạn cực kỳ ngắn gọn, đó là 3 lần yêu nghiêm túc của tôi đều thất bại. Chúc mừng bạn. Thất bại là mẹ thành công. Bạn thất bại tận 3 lần trong chuyện tình cảm, chứng tỏ bạn sẽ là một người có nhiều kinh nghiệm. Bạn nên tự hào về điều đó. Như mình đây, mình còn chưa cả có 3 mối tình cơ. Mình còn chưa cả được bằng bạn cơ. Và một lời khuyên dành cho bạn là yêu nghiêm túc mà thất bại á thì giờ không yêu nghiêm túc nữa. Yêu chơi đi, chơi bời thôi. Đơn giản mà. Nhưng mà có một điều mà mình muốn hỏi bạn nhé, là bạn đã thật sự yêu nghiêm túc chưa? Tại vì con người ta thường hay bị ngộ nhận như thế này, là mình thì luôn cảm giác là mình đã trao hết trái tim này cho họ rồi, mình luôn làm những cái điều tốt đẹp nhất cho họ rồi. Nhưng bạn có biết là người ta cảm nhận được những gì không? Bản thân họ có thật sự cảm thấy là mình đã nghiêm túc hay chưa? Cái cảm nhận của mỗi người đó là khác nhau. Đó. Thì trước khi trách người ta hay là gì thì mình phải nhìn lại bản thân mình xem đã mình đã thật sự hoàn hảo, mình đã thật sự tốt hay chưa. Các cụ xưa đã có câu như thế này, đó là quá tam ba bận. Thì mình tin rằng cái tình yêu thứ 4 đến với bạn sẽ rất trọn vẹn và lãng mạn. Cố lên, tin vào cuộc sống này, chayo. Có vẻ như là clip cũng khá là dài rồi, nhưng mà trước khi kết thúc thì chúng ta đọc nốt một câu nhá. Nghe nói idol kỳ nào cũng giật học bổng. Làm cách nào mà idol có thể vừa học, vừa có nhiều thời gian đi chơi mà vẫn có học bổng ạ? Chẳng nghĩa là hack game. Thề luôn là từ cái lúc mà mình làm YouTube đến giờ, nhiều bạn kiểu gọi mình là idol ấy, mình bị ngại các bạn ạ. Cũng không phải là không thích, nhưng mà mình bị ngại. Ngại lắm, ngại thật sự luôn đấy. Nên là đừng gọi như thế nhá. Rồi, quay trở lại với câu hỏi. Nghe nói kỳ nào cũng giành học bổng. À không, mình học được 5 kỳ thì mình mới có 3 kỳ học bổng thôi. Còn mà đây, nói đến lại tức. Cái kỳ thứ tư của mình, kỳ thứ tư của mình, mình được 3.57 các bạn ạ. 3.57 với mình nó là cao vãi rồi. Thế mà 3.6 mới được học bổng. Nghe có cay không? Quá cay luôn. Về cái vấn đề mà làm thế nào để vừa đi chơi nhiều mà vẫn có được học bổng ấy, thì trước đây mình cũng đã định làm một cái clip riêng về cái chủ đề này rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì thực thế là hơi bị kiểu tự cao quá ấy. Được có 3 kỳ học bổng mà làm clip chia sẻ cách đạt học bổng như kiểu kỳ nào cũng được, nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, mình không làm nữa. Nhưng mà tiện cái câu hỏi của bạn trong cái video này thì mình xin chia sẻ như sau. Học mà để điểm cao nhá, thì thứ nhất là phải đi học đầy đủ, ít nhất là chuyên cần, để hôm nào giảng viên cũng phải nhìn thấy bạn ở trên lớp. Dù là bạn có xinh hay xấu hay thế nào, nhưng mà cứ đập vào mắt giáo viên và để giáo viên nhớ đến bạn là ok, là một điểm cộng cho bạn rồi. Cái thứ hai đó là cố gắng gây ấn tượng với giảng viên nhiều vào. Hãy phát biểu, tích cực phát biểu thật nhiều vào. Hoặc là không thì như mình đi, mình nhuộm tóc này này, nhuộm tóc thật chói lóa vào. Đi học kiểu ăn mặc phải rách dưới hay là một cái gì đó để gây ấn tượng với người khác ấy. Bạn thử nhuộm tóc như mình đi, rồi ít hay nhiều thì giáo viên cũng sẽ bị chú ý bởi bạn. À nhá, ở lớp thì cố gắng làm lớp trưởng hay là những cái chức gì đó liên quan đến ban cán sự ấy, thì bạn sẽ có thời gian tiếp xúc với giảng viên nhiều hơn. Thì thật ra mà nói thì nói về cái mối quan hệ, nó thật sự là một cái gì đó khó nói. Biết chọn người để chúng ta tạo dựng cái mối quan hệ đấy. Mình đang quay The Happy các bạn ạ. Rồi nhỉ, nãy mình nói đến đâu nhỉ? Nói đến việc là giành học bổng đúng không? Ừ, thì nói chung là thứ nhất là đi học đầy đủ nhá, chăm chỉ học thật sự. Thứ hai là tạo thiện cảm tốt với giáo viên. Và thứ ba là do cái này này, chúng ta hơn nhau ở cái này. Đấy,
sắp xếp thời gian nào mà vừa đi học vừa đi chơi thì đi chơi cuối tuần thôi, đi chơi vào những cái lúc mà rảnh rỗi hay là gì đấy, thế thôi nhá. Tạm thời chia sẻ vậy á. Còn thời lượng thì đến đây là cũng quá dài rồi, nên là những cái câu hỏi khác của các bạn thì vẫn còn nhiều, nhưng thôi để buổi khác nhá, khi khác nhá, bye bye nhá. Nhớ like, nhớ share và nhớ subscribe ủng hộ mình. À, để lại một comment bên dưới nữa. Ok, bye bye.